Mùa giải 2023-24 đã khép lại với những thành công vang dội của Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ không chỉ lập kỷ lục về tài chính mà còn khẳng định vị thế bất khả chiến bại trên cả sân cỏ quốc nội lẫn châu Âu. Với doanh thu vượt mốc 1 tỷ euro, Real Madrid trở thành câu lạc bộ bóng đá đầu tiên đạt được con số này. Một thành tựu khủng cho thấy sự phát triển bền vững và khả năng thương mại hóa xuất sắc của đội bóng. Doanh thu mùa giải này không bao gồm chuyển nhượng cầu thủ đã đạt tới con số 1.073 tỷ euro, tăng 27% so với năm ngoái, chứng minh sức mạnh kinh tế của Real Madrid trong thời đại mới. Real Madrid còn duy trì tình trạng tài chính khỏe mạnh với số vốn lên tới 574 triệu euro, cùng với lợi nhuận là 16 triệu euro cho năm tài chính 2023-24. Xòe tiền dọa bạn hiền thì đã đành. Trên sân cỏ, thành công của Real Madrid tiếp tục được khẳng định qua những chiến thắng vang dội. Họ giành chức vô địch La Liga lần thứ 36 kỷ lục, sớm trước 4 lượt trận và đoạt siêu cúp Tây Ban Nha sau khi đánh bại Barcelona 4-1 trong trận chung kết. Với 12 danh hiệu, huấn luyện viên Ancelotti đã vượt qua Zinedine Zidane để trở thành huấn luyện viên thành công thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Tại đấu trường Champions League, Real Madrid đã chứng minh họ là ông vua của châu Âu với chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund trong trận chung kết, giành cúp châu Âu lần thứ 15. Các cầu thủ như là Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric và Nacho Fernandez đã san bằng kỷ lục 6 danh hiệu cúp châu Âu của Paco Gento, trong khi huấn luyện viên Ancelotti ghi tên mình vào lịch sử với chiếc cúp thứ 5 nhiều nhất trong số các huấn luyện viên. Mùa giải trước của Real Madrid không chỉ được ghi nhớ bởi những thành công hiện tại mà còn bởi những thử thách mà họ đã vượt qua. Với sự vắng mặt gần hết cả mùa giải của Thibaut Courtois và Eder Militao, hai trụ cột quan trọng do chấn thương dây chằng chéo trước, Real Madrid vẫn vươn lên mạnh mẽ để giành chiến thắng với cách biệt 10 điểm so với đội đứng thứ hai cho ngai vàng. Đáng chú ý, họ còn làm được điều này mà không cần một tiền đạo số 9 thực sự, một vị trí mà nhiều người cho rằng đội hình của họ đang thiếu. Kể từ lễ đăng quang đó, Real Madrid đã tăng cường lực lượng bằng cách chiêu mộ Kylian Mbappé, tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ như là Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde và Vinicius Junior thì nay đã có thể xem là sao số world class, tạo nên một bộ khung vững chắc cho hiện tại và tương lai của Real Madrid. Nhưng mà trận mở màn của Real Madrid ở mùa giải này đã để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Trên sân của Mallorca, với kỷ lục về số khán giả mọi thời đại, nhà đương kim vô địch La Liga và Champions League đã bị đội chủ nhà cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà họ không thể hiện được sức mạnh vượt trội như thường lệ. Rodrygo mở tỷ số cho Real sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Jude Bellingham, Vinicius Junior và Mbappé, nhưng Vedat Muriqi đã gỡ hòa cho Mallorca trong hiệp 2, khiến đội bóng của Carlo Ancelotti rời trận với chỉ một điểm trong tay. Còn có những tình huống lộn xộn trong 5 phút cuối cùng khi Mbappé, Rodrygo và Vinicius dẫm chân nhau trên hành lang cánh trái, được bắt gọn trong một khung hình, đã chỉ ra rằng vẫn cần thêm thời gian để bộ tứ nguyên tử này thực sự ăn ý với nhau. Điều này đòi hỏi Carlo Ancelotti phải chấn chỉnh và điều chỉnh cảm quan không gian của các cầu thủ khi họ thi đấu cùng nhau để tránh những pha bóng theo bản năng nhưng thiếu hiệu quả. Real có một khởi đầu không được thuận buồm xuôi gió như thường lệ. Carlo Ancelotti cũng khẳng định là ông không vui với kết quả hòa này. Vậy thì hướng về những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ vào lúc này, liệu kền kền trắng đã phải quá lo ngại hay là chưa? Đối thủ truyền kiếp của Real Madrid số má nhất thì dĩ nhiên phải là câu lạc bộ nào đó đến từ Catalan rồi. Barcelona, đội Á quân mùa giải trước đã có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi Hansi Flick, cựu huấn luyện viên của Bayern Munich và đội tuyển Đức, thay thế Xavi Hernandez. Flick đã cam kết tiếp tục phong cách chơi bóng đặc trưng của Barcelona, một triết lý được truyền về từ Johan Cruyff và Pep Guardiola, nhưng cũng hứa hẹn sẽ mang đến những sự đổi mới trong chiến thuật của đội bóng xứ Catalan. Hình thái high pressing của ông thời điểm còn tại vị ở Bayern Munich dự kiến sẽ được đem tới mạnh mẽ, kết hợp giữa kiểu bóng đá hoa mỹ sẵn có và tính thể lực của người Đức. Trận mở màn của Barcelona dưới thời Hansi Flick đã mang lại nhiều hy vọng cho các cổ động viên. Dù bị Valencia dẫn trước sau cú đánh đầu của Hugo Duro, Barcelona đã lội ngược dòng thành công nhờ vào hai bàn thắng của Robert Lewandowski. Đáng chú ý, Lewandowski không chỉ ghi bàn từ pha phối hợp với Lamine Yamal mà còn thực hiện thành công quả phạt đền, mang về chiến thắng 2-1 cho Barcelona tại Mestalla. Tuy nhiên, Barca cũng đang phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ. Đội hình của họ bắt đầu mùa giải với một loạt chấn thương, bao gồm Ronald Araujo, Pedri, Gavi và Frankie de Jong, trong khi một loạt trận đấu khó khăn đang chờ đợi. Trận đấu trên sân khách tại Villarreal và Girona sẽ là những thử thách thực sự cho Flick và các học trò. Về dàn nhân sự chuẩn bị cho mùa giải này, Barcelona vẫn có những tài năng trẻ như Lamine Yamal, cầu thủ mới 17 tuổi nhưng đã sẵn sàng để trở thành Messi mới sau chức vô địch Euro 2024, hay Fermin Lopez, nhân tố đã dần trưởng thành sau một kỳ Olympic 2024 thành công. Sự trỗi dậy của các cầu thủ trẻ này cùng với kinh nghiệm của các trụ cột sẽ là yếu tố quan trọng giúp Barcelona duy trì sự cạnh tranh với Real Madrid trong cuộc đua tới chức vô địch. Trên lý thuyết thì là như vậy. Về vị thế một đối thủ hàng top khác, Atletico Madrid đặc biệt sau hàng tá những thương vụ mùa giải này cũng chẳng thể xem thường. Trong trận mở màn mùa giải, Atletico đã hòa 2-2 với Villarreal tại sân vận động La Ceramica. Trận đấu này chứng kiến Atletico hai lần bị dẫn trước nhưng đều kịp thời gỡ hòa nhờ vào sự tỏa sáng của Marcos Llorente và Alexander Sørloth, cầu thủ mới chuyển đến từ Real Sociedad. Atletico đã trải qua một mùa hè đầy biến động với nhiều sự thay đổi trong đội hình của họ. Những cầu thủ kỳ cựu như là Alvaro Morata, Stefan Savic và Memphis Depay đã ra đi, trong khi những tân binh chất lượng như Julian Alvarez, Alexander Sørloth và Robin Lenormand đã được đưa về để củng cố đội hình. Trận đấu với Villarreal cho thấy sức mạnh tấn công của Atletico đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là với sự góp mặt của Sørloth và Alvarez. Tuy nhiên, Atletico vẫn cần thêm thời gian để ổn định đội hình và phát huy tối đa tiềm năng của các tân binh. Với những sự bổ sung đáng giá tiêu tốn gần 150 triệu euro, dự kiến sẽ còn đem về Conor Gallagher từ Chelsea trong một vài ngày tới. Atletico Madrid được đánh giá có chiều sâu lực lượng, không kém gì đội bóng cùng thành phố vào lúc này. Trong một mùa giải mà cả Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều có những thay đổi quan trọng trong đội hình và chiến thuật, thì cuộc đua tới chức vô địch La Liga hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt. Barcelona với sự dẫn dắt của Hansi Flick đang tìm kiếm sự cân bằng giữa phong cách truyền thống và những cái tên chiến thuật. Atletico Madrid với đội hình được củng cố bởi các tân binh đắt giá sẽ là một đối thủ đáng gờm. Còn Real Madrid, họ sẽ không thể ngủ quên trên chiến thắng nếu muốn tiếp tục duy trì vị thế thống trị tại Tây Ban Nha và châu Âu. Sẽ có nhiều ý kiến hướng về những Sociedad hay là hiện tượng mùa trước như là Girona chẳng hạn. Nhưng thứ nhất, những đội bóng xứ Basque trong cả chục năm qua cũng chỉ cùng lắm là xe me được vào top 4. Trường hợp của Girona thì khó lòng tái hiện được khi mà họ đã bị lột sạch hung khí trong kỳ chuyển nhượng hè. Giờ chắc lại đua trụ hạng được thôi. Kết thúc mùa giải trước, Real Madrid đã đạt được những thành công rực rỡ cả về mặt tài chính và chuyên môn. Tuy nhiên, các đối thủ của họ lại đang không ngừng cải thiện và sẵn sàng cho những cuộc đối đầu căng thẳng. Câu hỏi đặt ra vào lúc này là liệu Real Madrid có thể duy trì được vị thế của mình hay họ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới từ các đối thủ đầy tiềm năng. Một đội bóng đã vô địch cả La Liga, cả Champions League lại được lắp ghép thêm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào tuyến đầu. Đó là công thức hủy diệt mọi giải đấu một cách tuyệt đối nhất. Nhưng Carlo Ancelotti sẽ phải tìm được ra phương án đó, sử dụng trí lực và tài nghệ của mình, trở thành một nhà điêu khắc hoàn mỹ. Liệu nhà đương kim vô địch có thể bảo vệ ngôi vương trước những đối thủ đang ngày càng mạnh mẽ, hay một cái tên mới sẽ xuất hiện để thách thức quyền lực của họ? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời, nhưng chắc chắn rằng mùa giải này sẽ là một cuộc chiến khốc liệt, nơi mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua đến chức vô địch. Chứ còn viễn cảnh Mbappé cùng với các đồng đội nước rút về đích, nó vẫn dễ xảy ra ở những vòng tiếp theo.